đứng hai hàng. Có nhiều quá. Bà chạy vào bán mà. Mình này mình có to thôi. Về đây mua. Là về đây làm mẫu đất không, về đây trồng dưa đi. Có mua không? Dưa ai trồng? Cái mối phân thì ai bỏ? Anh có mua à, chè rồi. Bà có mua không? Có mua, tôi giới thiệu bà trong kia muốn mua. Nhà có 7 xào liền. Chỗ này thì bà khoảng mấy xào, nhà bà mấy xào. Cái này hơn 3 xào, 3 xào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.